Phượng Ve sẽ ra sao khi vụ kiện dành nhà cho ở nhờ chuyển thành vụ án hình sự có phạt tù? Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức bản tin online và những thông tin xoay quanh drama Loan Phượng. Thưa quý vị, xưa giờ chúng ta cũng biết đối với một vụ kiện dân sự thì người thua cuộc chỉ mất án phí mà thôi, chứ sẽ không bị phạt tù. Nhưng đối với một vụ án hình sự thì việc thua kiện sẽ có hàng tấn sự chế tài chào đón người thua cuộc và với vụ việc dành nhà cho ở nhờ với những sự phá hoại quyền thừa kế một cách bất chấp của mẹ con con ve dành cho hồng loan thì việc phát sinh một lá đơn kiện hình sự dành cho mẹ con họ cũng không có gì là quá bất ngờ và trước khi đi vào nội dung chính của bản tin này xin mời quý vị cùng nghe lại một đoạn livestream cật cõm ăn nói sà lơ của con phượng gia để quý vị có thể nắm được mưu đồ hiện tại của phía con ve. Phượng cũng chỉ muốn nói với mọi người như thế này nè. À mình đang đi tìm sự thật họ đang chứng minh cái sự giả dối và mình đang chứng minh cái sự thật bây giờ nếu như sự giả dối mà họ chứng minh được họ chiến thắng được thì cái điều đó là họ đúng đúng không thì bây giờ mình mình không đúng thì mình chịu còn nếu như bây giờ họ sai mình đúng thì họ phải trả cái đúng về cho mình mình cứ nghĩ vậy thôi thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn không có vấn đề gì cả còn cái việc mà uh, nghe mọi người nói là gì ở uh, trong đó thì uh, là uh, bên phía phụng gặp rất là nhiều cái uh, um, bất an nhiều cái bất lợi nhiều cái này nọ kia gì đó thì uh, mọi người đừng có lo mọi người đừng có lo uh, tất cả mọi thứ nó đều có cái uh, pháp lý pháp luật người ta sẽ không minh giúp cho mình cái nên phụng cũng chỉ cầu mong là mình sẽ gặp được đúng người đúng việc mình cầu mong là gặp được những cái người mà người ta không tâm hữu tình đạt lý mình chấm thưa quý vị sau phiên tòa hòa giải việc tranh chấp thừa kế dành nhà cho ở nhờ hôm 8 tháng 7 vừa qua tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bên nguyên đơn giờ đây liên tục lên livestream muốn chứng minh sự giả dối của phía bị đơn tức là con gái của cố nghệ sĩ Tô Phủ Linh và đoạn live stream vừa rồi chính là một minh chứng cụ thể cho sự kệt cộm của phía con già. Ngoài con ve thì vợ chồng bảy báo cũng rất năng nổ live stream dẫn dắt dư luận. Nếu quý vị có theo dõi thì quý vị chắc cũng đã nắm được thông tin này. Như vậy thì mục đích chính của bọn nó là gì? Điều đó có nghĩa là nguyên đơn vì tranh giành quyền thừa kế với Loan nên muốn chứng minh với thẩm phán rằng mối quan hệ cha con hợp pháp giữa cố nghệ sĩ và Hồng Loan do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận công nhận là bất hợp lý. Đồng nghĩa họ đã chống đối và cho rằng văn bản nhận nuôi con nuôi của cố nghệ sĩ và giấy khai sinh cố nghệ sĩ làm cho Hồng Loan được lập vào năm 1992 do phía Ủy ban Nhân dân quận cung cấp cũng là giả và họ cũng phủ nhận luôn cái mối quan hệ cha con trên thực tế của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh và hồng loan từ lúc hồng loan được sinh ra cho đến nay nói chung phía nguyên đơn là bà sáu bào và phượng ve muốn thẩm phán phải thay đổi sự thật biến trắng thành đen hồng loan con ruột cũng được con nuôi cũng được miễn không hợp pháp là được nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nhé phía nguyên đơn ơi cái gì cũng phải có bằng có chứng. Các người lương lẹo muốn biến sự thật thành sự giả dối. Vậy cho hỏi, cái bằng chứng thực tế nhất đó là 37 năm qua, cố nghệ sĩ đã lo cho Hồng Loan từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, rồi thành gia lập thất, đến khi Hồng Loan sinh con đẻ cái. Tất cả các người cháu ngoại đều được ông ngoại công nhận bằng tất cả hồ sơ pháp lý do cơ quan cấp, đó là hộ khẩu. Vậy thì cho hỏi, đâu là sự thật, đâu là giả dối hả ve? cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh có con hợp pháp là giả dối sao cơ quan nhà nước xác nhận hồng loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh là giả dối sao dĩ nhiên hai điều vừa rồi không phải là giả dối mà hoàn toàn là sự thật quan trọng hơn là sự thật đã được kiểm chứng dựa trên pháp luật có hồ sơ pháp lý chứng minh vì chứng minh được điều đó nên dĩ nhiên không cần di chúc thì hồng loan cũng hoàn toàn có toàn bộ quyền thừa kế đối với toàn bộ tài sản của cha vũ linh đây không chỉ là luật bất thành văn mà còn được pháp luật Việt Nam viết thành điều luật và áp dụng bao nhiêu năm nay nên phía Phượng Ve đừng có mặt cố chấp lương lẹo. Phượng Ve sáu bào và tụi cần cần là ai mà lại dám mạnh miệng mạnh mồm? Chỉ nắm trong tay những quyền lực ảo mà cứ nghĩ là kim bài đặc cách của vua chúa ngày xưa hay sao? Từ một đoạn video ăn nhậu vui vẻ của cô nghệ sĩ, Phượng Ve ôm khư khư bên mình với ước mơ không làm mà đòi có ăn nhưng xưa giờ ước mơ hiếm khi thành hiện thực lắm, nhất là với những cái ước mơ viễn vong xa vời. Từ việc muốn không làm mà cũng có ăn, Phượng Ve đã chuyển sang ăn cắp, ăn cắp tiền phúng điếu, ăn cắp di vật của cô nghệ sĩ và nó còn muốn ăn cắp luôn thân phận của Hồng Loan. Đã là mơ thì khó thành hiện thực, mà hiện thực thì luôn tàn khốc Ve à. Tàn khốc nhất đó là vì tham lam mà đã bán bổ đi tình thân, tự cô lập chính mình, mắng con chửi cháu không từ một lời cai độc nào nhất là ông bảy báo trù bùm bum chết mà ông còn làm được nữa mà có một bình luận chia sẻ về câu chuyện cha mẹ và con cái có liên quan đến drama này bản tin online đã vô tình đọc được thấy hay nên chia sẻ lại cho tất cả quý vị cùng nghe qua tất cả chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này đều có quyền chọn lựa tất cả những gì mình yêu thích nhưng chỉ duy nhất một thứ mà không có ai được quyền lựa chọn đó chính là ai sẽ là cha mẹ của mình hồng loan cũng vậy em ấy không phải là người tự ý chọn anh năm vũ linh làm cha của em ấy chính anh năm vũ linh mới là người chọn hồng loan là con của anh kể từ lúc anh quyết định đón nhận hồng loan khi còn trong nôi là anh đã chấp nhận trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của một người ba đối với giọt máu này giọt máu thật của anh hay không thì chỉ có anh biết không một ai có quyền tước đi hoặc định đoạt thai anh năm về đứa con được anh ấy thừa nhận dù là anh em hoặc là cháu ruột của anh năm gia đình nào khởi kiện việc lập di sản thừa kế của hồng loan trong khi hồng loan đang được hưởng di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật thì cần phải hiểu rằng việc thừa nhận cha con của anh năm là do anh năm tự quyết định và đã được cơ quan chức năng chấp nhận Bằng chứng là khai sinh của Hồng Loan được lập vào năm 1992. Việc một số người trong gia tộc của anh Năm có thừa nhận hay không không quan trọng, chỉ cần anh Năm và cơ quan chức năng thừa nhận đứa con hợp pháp này là đủ rồi. Vì khởi kiện Hồng Loan khai nhận thừa kế là đứa con không hợp pháp của anh Năm nhận nuôi con nuôi không đúng quy định của pháp luật, đó là tước đoạt quyền làm cha của anh mình, quy chụp anh Nam vi phạm pháp luật trong việc lập khai sinh cho con, có dấu hiệu lạm dụng trong khởi kiện để vu khống cơ quan chức năng trong việc lập khai sinh cho con của anh Nam Vũ Linh. Nói chung, sau tất cả, ông trời đã sắp đặt cho Hồng Loan là con của anh Nam Vũ Linh từ 37 năm trước rồi. Dù cho những ai kia có cố chấp không thừa nhận thì cũng không cãi được ý trời đâu thưa quý vị vừa rồi là một bình luận của khán giả chia sẻ về vụ việc lần này và như chúng ta cũng đã biết thì phiên tòa hòa giải lần một đã không thành công thì việc phiên tòa hòa giải tiếp theo có diễn ra hay không hoặc là sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm luôn thì chưa rõ nhưng theo như quan điểm của má tư luật sư ngọc chị ni và cả hồng loan thì chỉ có hòa tan thôi chứ không có hòa giải gì với những con người này luật sư ngọc còn ám chỉ rằng hiện tại đã không có bất kỳ một lý do nào để mà hòa giải với phía bà sáu bào nữa bởi vì họ sai quá sai rồi mà với toàn bộ những việc đã diễn ra và với những bằng chứng mà loan có được thì nói thiệt bản tin online vô cùng lo lắng cho tụi con ve với hàng loạt những hành vi được cho là cố tình phá ngăn cản quyền thừa kế của loan để mưu cầu những quyền lợi không hợp pháp của phía con ve và trong bài chia sẻ của vị khán giả vừa rồi cũng có đề cập thì nhiều khả năng nếu như loan kiện ngược lại tội âm mưu chiếm đoạt tài sản thì chuyến này phía bà sáu bào sẽ bầm mình bà sáu bào mà bị kiện một cái ta nói con ve nó bỏ mẹ giữa chợ luôn cho xem tại vì bản thân của nó còn lo chưa xong thì nó lo cho ai mà không chỉ bà sáu không đâu mà có cả con ve vợ chồng bảy báo nữa từ một vụ kiện dân sự nhưng đã chuyển thành một vụ án hình sự từ không ở tù mà trở thành ở tù. Thiệt sự với những gì đang diễn ra với hàng tấn tội lỗi và nghiệp chướng mà phía cần cần đang phải lãnh thì chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Ăn đủ luôn lũ cần cần ơi. Và xin nhắc lại quý vị một lần nữa, hiện tại bọn con ve nó đang tăng cường dẫn dắt một là để nó tranh thủ kiếm tiền qua YouTube thông qua các livestream cợt cợm của chúng nó hai là nó muốn khán giả quay lưng với Loan để phá chuyện kinh doanh của Loan đấy quý vị nên quý vị hãy cẩn trọng nhé thời gian này là thời gian mà chúng ta phải thật sự tỉnh táo và hy vọng các anh chị trong hội vị yêu thương mà đến cũng vậy và thưa quý vị bản tin này xin phép được khép lại tại đây rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này bản tin online xin chào và hẹn gặp lại